Vâng, Khôi Audio xin chào tất cả các anh em nhé. Buổi sáng ngày mai, sáng ngày chủ nhật. À xin lỗi, sáng ngày thứ bảy. Sáng ngày thứ bảy thì là Khôi lại xin phép một chút thời gian của anh em giới thiệu tiếp về cặp loa Tainoi D700. Thế thì cái dòng loa Tainoi D700 này thì hiện nay cũng có nhiều người bán và nhiều màu. Đấy, nhiều màu. Thì cái màu vàng gold này gọi là đây là một đôi Tainoi D700 Cherry Gold, tức là màu vàng này là cái màu mà đắt nhất trong cái dòng loa Tainoi D700. Đấy. Dòng D này thì nó có nhiều đời lắm và cuối cùng nó là D900. D900 là model hết hết số. Thì còn đây là đôi đôi model D700 và hiện nay là Khôi nói với bác là giá là rất tốt rồi. Giá trong cái thời điểm này là rất tốt. Và Khôi cũng báo giá luôn để cho các bác đỡ phải đợi đợi lâu. Thì trước đây cái đôi Tainoi D700 này thì không bao giờ có cái giá dưới 70, nó loanh quanh từ 74 đến 76 triệu. Nó tùy tình trạng, tùy từng độ độ tùy từng độ đẹp của nó. Đẹp ở đây là đẹp như nào? Đẹp ở đây là đẹp nguyên bản. Đẹp chưa qua spa. Đấy, đấy là loa hàng đẹp. Còn loa nó qua spa rồi thì không nói. Nhưng mà cũng báo cáo với các bác là cái dòng loa bãi này thì vận chuyển về thì trong quá trình vận chuyển có những đôi nó vẫn có bị ví dụ là xích sát một tí, cái spa này đẹp cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là tất cả các tuyến loa và loa còn zin thôi. Còn cái việc bên ngoài thì xước sát một cái thì nó bình thường. Cũng như chúng ta đi cái xe máy, đi ô tô chẳng hạn, nó xước sát ngoài da, chúng ta đi tút tát lại chấm tỉa thì cũng đó là một chuyện hết sức bình thường. Chỉ sợ là đâm đụng ngập nước loa cũng thế. Nghe trong cái đôi Tainoi này thì đôi Khôi mà nói đến rằng là đôi này thì còn đẹp nguyên bản, tức là chưa qua một giọt sơn spa nào, còn nguyên bản các bác nhé. Đôi này là Khôi đã giới thiệu mà các bác rồi. Cái dòng này thì trước đây thì giá Khôi nói lại nó hơi dài dòng một tí thì giá nó hơi cao, nhưng bây giờ cái giá tầm này thì nó rất là hợp lý rồi. Đôi này Khôi hiện nay là bán, hôm nay là bán là Khôi để mà chắc bác giá là 65 triệu. Giá cực yêu luôn. 65 triệu. Đấy. Và bao ship trong nội thành cho bác, nội thành Hà Nội nhá. Và các bác là trong cái thời điểm này là mua những đôi loa Tainoi là giá rất là rẻ. Và đặc biệt là dòng loa này thì nó mang đến cho các bác một chất âm rất là hay. Dòng loa của quý tộc. Đôi này thì sở hữu là nó gồm có nhìn thế này thôi nhưng mà nó là ba đường tiếng. Đấy, các bác là một con bát thật 25 nằm ở dưới, một con loa bát thật chứ không phải bát cậu hưởng nhá. Hai ở trên là một con đồng trục loa tép ở giữa, đặc trưng của dòng Tainoi cũng là bát 25 gân cao su. Đôi này thì độ nhạy của nó là 96, rất dễ ghép âm ly. Đấy. Với dòng này thì chất âm thì Khôi không nói rồi, về cái bác nào mà thích giải trầm, nhiều bác nói là Tainoi thì không có trầm, nó chỉ trung âm. Tuy nhiên mà riêng cái dòng Tainoi D, dòng D này thì là nó thiết kế thêm một con bát ở dưới, nó là cái bát trầm ở dưới để các bác không phải lo thiếu về giải trầm. Đấy, về dòng loa này thì các bác cũng thể tham khảo thêm ở trên Google để cho nó khách quan. Đấy, thì về phối ghép với những dòng loa Tainoi này thì cũng có nhiều phối ghép với nhiều cái đôi tai khác nhau, thì mỗi người một sự lựa chọn. Có những người thì ghép với Tainoi, ghép với Acuphase, có người thì ghép với Lichtman, có người thì ghép với Maxentox, có người thì ghép với đèn, và có nhiều người lại ghép với cái dòng âm đi châu Âu dề bao. Nói chung là anh em mình thì mỗi người mỗi cái tai khác nhau, ăn uống sở hữu đồ vật cũng thế, cũng không có ai giống nhau cả. Đấy, là mỗi người mỗi gu, thì bác nào thích gu nào thì bác lựa chọn cho mình với những cái dòng sản phẩm phù hợp đối với dòng Tainoi này. Thì hiện nay Khôi cũng bán kèm với rất nhiều những con âm ly của châu Âu, của Pháp, của Ý, của Anh đấy, để cho các bác là trải nghiệm. Đấy, còn đôi Tainoi này thì hôm nay là Khôi báo giá lại tiếp tục lại một lần nữa rằng đây là một đôi Tainoi rất đẹp, Tainoi D700 để cho các bác nâng cấp cho cái dàn âm thanh của mình. Và các bác là hiện nay là cái giá tiền nó đã xuống rất là hợp lý để cho các bác chơi, các bác trải nghiệm những cái dòng Tainoi này.
À, bác nào mà đang chơi những dòng loa nó thấp cấp hơn thì các bác có thể muốn nâng cấp thì các bác có thể alo cho Khôi nhé, thì Khôi sẽ tạo điều kiện để cho các bác là nâng cấp trong cái dàn âm thanh của mình. Thì chơi thì cũng phải có thời điểm để nâng cấp, chứ cũng không ai chơi mãi một món, ăn mãi một món thì nó cũng chán. Đấy. Còn đôi này thì bác nào quan tâm thì các bác cứ vào Zalo của Khôi, Khôi sẽ gửi đầy đủ hình ảnh chi tiết cụ thể. Đôi này thì là đẹp xuất sắc không phải nghĩ rồi. Đến cả các bác là khó tính nhất về hình thức thì các bác chắc cũng không thể chê được cái đôi loa này. Với Khôi nói từ trước cái này thì bán cũng rất nhiều rồi, tay nói đề 700. Khôi bán rất rất nhiều rồi. Đây là một cái đôi là đẹp và là giá rất là hợp lý so với thời điểm này để cho các bác là trải nghiệm. Và tất cả toàn bộ là bao đẹp. Và một lần nữa Khôi cũng nhắc lại rằng là ngoài cái đôi này không phải, đôi này nói chung và những đôi khác để cho các bác trải nghiệm là đều cho các bác nghe thử và kiểm tra trong vòng 3 ngày. 3 ngày các bác không ưng các bác hồi lại Khôi nhé. Tất cả các sản phẩm khác không phải riêng gì cái đôi loa này, từ ít tiền cho đến nhiều tiền các bác đều được phép mang về nhà nghe thử trong vòng 3 ngày. Các bác ở Hà Nội thì nó rất là tiện. Các bác chỉ cần lổ địa chỉ thì em sẽ là các bác lổ địa chỉ trong đó là các bác chuyển cọc cho em, là em sẽ cho các bác, em sẽ cho xe chuyển đến tận nhà cho các bác nghe thử. Không ưng thì các bác gọi em là em sẽ cho xe này đến chở về, các bác vui lòng chịu tiền ship. Chứ còn ngoài ra thì Khôi cũng không yêu cầu đòi hỏi là phải có cái tiền gì khác. Thế là cũng tạo điều kiện hết mức này cho anh em chơi. Đấy, các bác có thể mua những chỗ khác cũng có, nhưng mà cũng có thể là chỗ khác thì các bác sẽ phải mất phí. Bác mang ra khỏi cửa quay lại cũng đã bị mất phí rồi, tùy theo nhiều hay ít là do từng shop. Chứ còn thì riêng Khôi thì là không để các bác phải mất phí những loại phí đó, bởi vì là anh em thì phối ghép thì nó sẽ phải yêu cầu là nó phải đạt được cái nọ, đạt được cái kia. Với cái mục đích của mình, với cái số tiền của mình nó bỏ ra thì các bác yêu cầu thế. Còn nếu mà cứ thử nhiều thì các bác sẽ phải mất phí nhiều nếu mà ở những shop khác. Đấy. Còn đến với Khôi thì các bác không phải lăn tăn về vấn đề đó, có cũng được mà không có cũng được, Khôi không đòi hỏi. Hôm nay Khôi cái giọng của Khôi đang bị ho, như vậy là nó hơi bị khàn một tí, các bác thông cảm nhé. Còn quay video thì quay chi tiết thì Khôi không quay đâu, bởi vì nó đôi này thì nó quá đẹp, không cần gì phải quay cả. Đầy đủ e căng, tem mác đầy đủ hết. Đôi này là series liền kề nha các bác nhé, để cho các bác vừa chơi để vừa sưu tầm những cái đôi loa nó như thế. Đấy, nó trùng nhau từ vân gỗ luôn. Đấy, sau đây là mời các bác nghe thử một đoạn em cho nó vui thôi, còn thì tay loa thì em test nhiều rồi, em test thử một đoạn nhạc cụ. Bộ gõ của Nhật, đĩa này thì quen thuộc rồi, em để sẵn đây. Em mở cho các bác bài em đã ghép với con âm ly rất còi, con Musico E100. E100 âm ly của anh. Thank you.
Tôi chỉ làm đoạn test ngắn như vậy thôi các bác nhá. Loa tai nòi thì nhiều, Khôi bán nhiều rồi. Rất rất nhiều rồi. Đẹp, rất đẹp các bác ạ. Đấy thì bác nào quan tâm thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cho Khôi. Theo số điện thoại là 0982 922 168 hoặc các bác kết bạn Zalo theo số điện thoại trên. Khôi sẽ gửi đầy đủ hình ảnh và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu nâng cấp, trao đổi thì các bác cũng vui lòng liên hệ. Đấy, để tiện trao đổi. Mà các bác lên kết bạn vào trong Zalo cho nó dễ và gửi hình ảnh qua Zalo thì nó sắc nét, nó rõ ràng hơn với gửi những thiết bị khác. Vâng, cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé.